tư quý vị đại biểu và toàn thể quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay kính thưa quý vị 15 tỷ đây là các con số con số mà các doanh nghiệp Việt Nam đã bỏ ra trong ngành tổ chức sự kiện nắm bằng vấn đề này chúng tôi đã tìm hiểu và biết được đây là một ngành vô cùng khả thi và đặc biệt ở thành phố Biên Hòa có đến hơn 30.000 doanh nghiệp đang hoạt động và có đến trên 1.000 các uh, cán bộ đoàn hội xuất sắc trong địa bàn tỉnh nhưng cái điều đang nói ở đây á, là rất nhiều các bạn cán bộ đoàn hội có kỹ năng nhưng lại không tìm được những công việc phù hợp và xứng đáng với công việc với cái công sức mình bỏ ra vậy chúng tôi biết được điều đó và chúng tôi đã thành lập một công ty đó là công ty tổ chức sự kiện sử dụng từ nguồn lực là cán bộ đoàn hội trong địa bàn tỉnh đồng nai thị trường chúng tôi chúng thị trường chúng tôi nhắm đến là các doanh nghiệp, các khu du lịch, các trường học và các à, các tiệc gia đình. Đây là một hiện thị trường mà chúng tôi nhắm tới và đặc biệt thị trường mà chúng tôi tập trung tới là các doanh nghiệp ở thành phố ở thành phố Biên Đồng Nai. Các sản phẩm chúng tôi mang tới như là tổ chức sự kiện, tem và cung ứng nhân sự cái những cái điều khác biệt ở đây á thay vì các doanh nghiệp mỗi năm đều bỏ ra tiền để chi trả cho các sự các tour du lịch để cho các các công nhân viên của mình có sự gắn kết hơn thì chúng tôi ngoài tổ chức những cái cuộc chơi đó, chúng tôi còn kết hợp với những chuyên gia kinh tế và những chuyên gia về kỹ năng để có sau những cuộc chơi đó các được đào tạo rèn luyện hơn về kỹ năng của mình được đứng các chuyên gia đó đứng tại trạm để tham gia những trò chơi và tư vấn và nhận xét để có thể rèn luyện hơn cho cán bộ nhân viên của mình và điều đáng nói ở đây là chúng tôi có cộng tác với rất nhiều đơn vị đào tạo để có thể giúp các bạn sinh viên tạo thành một môi trường cho các bạn trải nghiệm Tại vì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp nói tới sinh viên ra trường lại không có kỹ năng chỉ có kiến thức nền tảng thôi còn kỹ năng thì không có thì khi tham gia với chúng tôi chúng tôi rèn luyện cho các bạn có một môi trường để các bạn có thể trải nghiệm và học tập để các bạn ra trường các bạn có thể khẳng định à tôi mới là sinh viên ra trường thôi nhưng tôi đã có 2 năm kinh nghiệm 3 năm kinh nghiệm đi làm và Công ty chúng tôi đảm bảo là mỗi chương trình chúng tôi sẽ trích ra 10% lợi nhuận để đầu tư như những cái câu lạc bộ, những hội nhóm để có thể rèn luyện những kỹ năng và cho, và giúp các bạn sinh viên đào tạo tốt hơn. Và đây là sau bố chúng tôi đã thành lập vào ngày 1 tháng 9 năm 2017 và chúng tôi đã đã cung ứng cho rất nhiều doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh. Đây là những doanh nghiệp chúng tôi đã tổ chức sự kiện và họ đã đánh giá chúng tôi có 40% đánh giá công ty của chúng tôi là rất hài lòng và 50% đánh giá và hài lòng và đồng thời đã 20% công ty quay trở lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi lần 2 và 3 và đồng thời chúng tôi được rất nhiều sự bảo trợ từ các doanh nghiệp chúng tôi có được sự bảo trợ của hội doanh nhân trẻ đồng nai và hội sinh viên tỉnh đồng nai đây là hai đơn vị đồng ý bảo trợ chúng tôi để giúp dự án này khả thi hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn về tài chính trong 4 tháng hoạt động chúng tôi đã mang về doanh thu là 300 triệu đồng và cũng đã bắt đầu xin lời. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã chấp nhận chúng tôi, thị trường chấp nhận chúng tôi và những sản phẩm chúng tôi cung cấp cho thị trường đạt tiêu chuẩn. Và chi và đây là sơ sơ đồ doanh thu của chúng tôi là doanh thu của chúng tôi là 55% mang lại từ tem 30% mang lại từ tổ chức sự kiện và 15% từ cung ứng nhân sự. Và hôm nay chúng tôi tới đây để mong muốn có được sự đầu tư là 400 triệu đồng cho 30% cổ phần. Tại sao chúng tôi muốn có số tiền này? Bởi vì hiện tại chúng tôi có rất nhiều đơn vị đồng hành cùng chúng tôi, đồng ý cộng tác. Nhưng chúng tôi thiếu nguồn nhân lực, thiếu những trang thiết bị cần thiết để có thể đầu tư và phát triển mô hình này một cách chuyên nghiệp hóa hơn. Và khi chúng tôi ước tính trên những con số mà chúng tôi đã thực hiện, thì chúng tôi dự tính năm 2018 chúng tôi mang về doanh thu là khoảng 3 tỷ đồng, tương ứng với mức lợi nhuận là 300 triệu chúng tôi không dám đưa ra mức lợi nhuận quá cao vào năm 2018 tại vì chúng tôi muốn năm 2018 là một một cái bệ phóng để chúng tôi có thể khẳng định thương hiệu của mình để chúng tôi có thể tìm được thêm những nguồn lực chất lượng và rèn luyện những bạn sinh viên tốt hơn để đến năm 2019 chúng tôi sẽ mở rộng thị trường này ra đến là doanh thu chúng tôi mang lại đó là 8 tỷ rưỡi và đến năm 2022 doanh thu chúng tôi muốn mong muốn đạt tới là 30 tỷ tương ứng mức lợi nhuận là 8.5 tỷ đồng và chúng tôi đã có nhiều đơn vị cộng tác chúng tôi đã rất nhiều đơn vị cộng tác và đây là bài trình bày của chúng tôi cảm ơn ạ